Rồi, xin chào các bạn. Và hôm nay đó là chúng ta đã bắt đầu đã đến được ngày thứ 3 rồi. Thì ngày đầu tiên đó là chúng ta đã hiểu về cái nguyên lý hoạt động của não bộ của chúng ta. Đó là mỗi con người chúng ta từ khi sinh ra cho đến khi mất đi, chúng ta đều có 14 tỷ neuron thần kinh, đúng không ạ? Và mỗi một neuron thần kinh thì nó đã tạo ra 20.000 liên kết thần kinh khác nhau. Và mỗi một liên kết thần kinh như vậy thì người ta gọi đó là trí thông minh. Vậy thì bây giờ bản chất ở đây đó là một người chúng ta có thành công hay không ấy, chúng ta có giỏi hay không, chúng ta có xuất sắc hay không, thì nó phụ thuộc vào việc mà chúng ta tạo ra những cái kết nối về liên kết về thần kinh, đúng không? Vậy thì để chúng ta tạo ra những cái liên kết thần kinh đó thì chúng ta dựa trên ba cách. Cái đầu tiên đó là về cái ngôn từ, cái thứ hai đó là chúng ta dùng về cái hình dung về tưởng tượng, và cái thứ ba đó là chúng ta kích hoạt ở trạng thái năng lượng đỉnh cao. Thì đó là ba cái cách này chúng ta tạo ra những cái liên kết thần kinh một cách mạnh mẽ về điều mà chúng ta mong muốn. Và ở ngày thứ hai thì đó là chúng ta đã học về là cái mục tiêu. Nhưng đằng sau cái mục tiêu đó thì chúng ta cần phải có một cái mục đích nó rõ ràng. Đó là mục tiêu chúng ta làm cái mục tiêu đó đấy, đó là vì cái điều gì. Bởi vì khi mà chúng ta trả lời là chúng ta làm cái điều đó đấy là vì điều gì đó một cách rõ ràng, thì lúc đó chúng ta có đủ động lực để mà chúng ta làm điều đó. Ví dụ như khi mà tôi bắt đầu về kinh doanh của Nu Skin thì tôi có một cái mục tiêu, một cái mục đích, đó là mình kinh doanh Nu Skin đó là vì cái điều gì. Tức là trả lời được câu hỏi đó là why Nu Skin. Thì khi mình trả lời câu hỏi đó một cách rõ ràng đó, thì khi mình làm việc thì mình chỉ tập trung và mình làm hết mình chiến đấu hết mình, bởi vì mình có một cái lý do nó rõ ràng. Thì lúc đó chúng ta sẽ làm hết mình và chúng ta khai phá được hết sức mạnh tiềm ẩn trong con người của chúng ta. Ok các bạn. Vậy thì và ngày hôm qua thì chúng ta đã học được cách mà chúng ta thiết lập về mục tiêu lớn, đúng không? Vậy thì ở đây một cái công thức là làm thế nào để chúng ta có được cái sự thành công, và một cái công thức của một người thành công đó là gì, và công thức của một người thất bại đó là gì. Thì những người thành công họ đều có những cái công thức để giúp họ đi đến thành công. Và đây là cái công thức mà tôi đã áp dụng cho xuyên suốt cả cuộc đời của mình. Bởi vì đây là cái công thức mà tôi học được cách đây là 13 năm trước. Và 13 năm trước khi mà tôi học được về cái công thức này, và tôi đã áp dụng xuyên suốt cho cái cuộc đời của mình, và tôi đã áp dụng nó một cách thuần thục. Và ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cái công thức này cho chúng ta. Thì hôm qua chúng ta đã học được một cái, đó là chúng ta cần phải có một cái mục tiêu. Đó, thì khi mà chúng ta làm bất kỳ một cái gì thì chúng ta luôn cần có một cái mục tiêu nó rõ ràng cho cuộc đời của chúng ta. Đó là ví dụ như trong tháng này, đó là trong năm nay, đúng không? Là chúng ta cần phải đạt được điều gì nó một cách cụ thể và nó rõ ràng. Đó là một cái mục tiêu. Ok các bạn. Vậy thì khi mà chúng ta thiết lập mục tiêu là thì chúng ta sau khi mà chúng ta thiết lập mục tiêu xong thì chúng ta sẽ lên một cái kế hoạch. Đó, chúng ta lên một cái kế hoạch để chúng ta hành động. Ví dụ tôi đã có cái mục tiêu đó là mình phải trở thành team lead Platinum 4 star. Vậy thì để trở thành một cái team lead Platinum 4 star đó, thì tôi phải lên cho mình một cái kế hoạch, đó là gì? Đầu tiên đó là mình phải, bởi vì cái team lead Platinum 4 star thì nó cần một cái doanh số nó rất là lớn. Cái thứ hai đó là mình cần phải có một dàn lực lượng, đó là 16 nhà lãnh đạo. Đó là khi mà tôi làm theo cái cách cũ đó, thì với mình hiểu được cái điều kiện đó, thì mình phải lên một kế hoạch, đó là mình phải có 16 con người leader ở dưới mình làm việc cùng với mình, thì lúc đó mình mới có thể trở thành team lead Platinum 4 star được. Vậy thì làm sao để mình có được 16 cái nhà lãnh đạo người ta đồng hành mà người ta làm việc cùng với mình đây? Vậy thì mình cần phải xác định đó là cái tầm nhìn của mình đó là gì, cái sứ mệnh khi mình làm cái công việc này đó là gì. Thì tôi phải cùng với đội ngũ của mình đó là gì, mình thiết lập ra một cái tầm nhìn cho cái tổ chức của mình. Bởi vì cái việc mà một cái nhà lãnh đạo người ta có làm việc cùng với mình hay không ấy, người ta có động lực hay không, người ta có đồng hành cùng với mình hay không, thì nó phụ thuộc vào cái tầm nhìn của chúng ta. Và họ hiểu rằng là họ sẽ đồng hành cùng với chúng ta để tạo nên một cái điều gì, đúng không? Vậy thì để làm được thì chúng ta mình phải chuẩn bị được về cái đó. Và cái thứ hai nữa đó, thì mà để cho cái đội ngũ này nó phát triển một cách mạnh mẽ thì tôi mới phải thiết kế ra một cái mô hình, đó là mình phải bán lẻ và mình phải có lãi. Bởi vì khi mà mình có mô hình mà bán lẻ và có lãi đó, thì lúc đó nó mới tạo ra để cái doanh số, đúng không? Bởi vì khi mà mình có những nhà lãnh đạo rồi, mình có cái hệ thống rồi, quan trọng là hệ thống đó họ cần phải bán được cho khách hàng. Có là nó sẽ tạo ra được một cái nguồn thu nhập thụ động khi mà cái hệ thống này có được cái khách hàng. Vậy thì để mình làm được cái điều đó thì đầu tiên đó là mình phải cần có một cái team bán lẻ. Nên là việc đầu tiên tôi lên một cái kế hoạch, đó là tháng đầu tiên tôi sẽ tập trung vào việc đó là mình bán lẻ, mình marketing và mình bán lẻ, và mình phải có lãi từ cái mô hình bán lẻ đó. Vậy thì lúc đó tôi mới tính ra là cái mô hình bán lẻ khoảng bao nhiêu thì nó sẽ tạo nên một cái sức hút và để cuốn hút mọi người đến với cái tổ chức của mình. Thì lúc đó tôi đã tính ra đó là khoảng mức lãi là 100 triệu đồng một tháng. Đó là mình tạo ra cái mô hình bán lẻ là lãi 100 triệu đồng một tháng. Và tôi bắt tay vào bằng việc đó là mình vào mình viết nội dung về marketing, sau đó bắt đầu là mình bán hàng. Khi mà mình có khách hàng vào tôi phải tạo ra được cái mô hình bán lẻ để có lãi 100 triệu đồng một tháng. Và khi mình đã làm ra được cái mô hình đó rồi thì tôi mới xây dựng nó thành cái quy trình, đó là từ một cái nhân viên về marketing, một nhân viên về kế toán và 3 nhân viên sale, và một cái mô hình về 5 nhân sự này nó tạo ra cái mô hình đó là có lãi là 100 triệu đồng một tháng. Và mình đóng gói nó thành một cái quy trình lại, và sau đó tôi mới dùng cái mô hình này để bắt đầu mình bán nó, mình tuyển dụng nó. Thì để mà tuyển dụng đấy thì tôi mới thấy rằng là thay vì mình đi tìm kiếm người khác thì mình hãy để người khác tìm kiếm đến mình. Thì bằng cách đó là mình phải làm những cái kênh YouTube này, mình làm những cái livestream và mình làm những cái bộ video, và bắt đầu mình tặng nó miễn phí ở trên internet. Và sau đó thì tôi là chạy marketing và mình kêu gọi mình mở một cái lớp học, đó là lớp học về Rich People Business, và cho mọi người ta đến học. Và đến đó thì mình cũng dạy cho họ về quảng cáo Facebook, mình cũng dạy cho họ về bán hàng, mình cũng dạy cho họ đó là về chăm sóc khách hàng, và mình dạy cho họ về quy trình luôn. Tức là mình hướng dẫn cho họ một cách đầy đủ để người ta kinh doanh và người ta có lãi. Và khi đó người ta thấy rằng là nếu mà người ta kinh doanh một cách truyền thống thì nó không tức là người ta bị một cái giới hạn, đó là giới hạn về địa lý, họ giới hạn về cái thời gian, tức là họ có những cái giới hạn. Nhưng nếu mà khi họ kinh doanh cùng với mình đó thì nó sẽ không có bất kỳ một cái giới hạn nào cả. Và để mà scale nó lên, để mà nhân bản cái mô hình lên, khuếch trương cái mô hình của chúng ta vươn ra toàn quốc hay là vươn ra về thế giới, thì nó không bị tăng chi phí và không bị tăng về cái chúng ta tăng doanh thu, chúng ta tăng lợi nhuận, chứ chúng ta không bị tăng về chi phí. Vậy thì mình phải tạo ra một cái mô hình đó. Và khi mà mình tạo ra một cái mô hình đó xong rồi thì bắt đầu đó là mình tập trung vào việc đó là mình quảng cáo về cái chương trình học này, và sau đó người ta đến học. Thì mục tiêu đầu tiên đó là mình phải trao giá trị cho họ đã, mình phải giúp họ bán có lãi đã, và khi có lãi rồi thì tự động nó tạo ra một cái hệ thống. Vậy thì lúc này đó là mình đã có một cái kế hoạch nó rõ ràng, đó là một tháng để mà mình trở thành team lead Platinum 4 star. Thì mình tính là cứ 100 người thì mình sẽ tuyển được 1 người team lead, đúng không? Có thể là có 10 người người ta quyết định làm, nhưng mình không kỳ vọng đó là 10 người này họ đều trở thành team lead, mà mình chỉ cần đó là 1 người. Vậy thì lúc này mình lên để mà mình có được 16 người thì mình cần phải lên kế hoạch đó là mình tuyển được 11.600 con người vào trong cái team của mình. Và các bạn biết là trong cái năm đầu tiên á, tôi tuyển đến 3.000 con người họ đến với cái chương trình học của mình. Và sau đó từ đó tôi mới lọc ra những con người phù hợp với cái văn hóa, phù hợp với cái tổ chức của mình, và sau đó mình build những con người này lên. Và sau đó sau 1 năm thì mình đã trở thành team lead 4 star. Thì có là mình cần phải lên một cái kế hoạch nó rõ ràng cho cái 1 năm, và kế hoạch cho từng quý, và kế hoạch của từng tháng, và sau đó chúng ta có kế hoạch của từng tuần, và sau đó chúng ta có kế hoạch của 1 ngày chúng ta cần phải làm những cái việc gì. Tôi lấy vậy thì ở đây đó là chúng ta cần phải có một cái kế hoạch, một cái chiến lược nó rõ ràng cho con đường đi của mình. Và khi mà tôi đã có một cái mục tiêu rồi thì bắt đầu tôi ngồi lên cho mình một cái kế hoạch trong 5 năm tới, đó là mình cần phải làm gì để đạt được cái mục tiêu đó. Và tôi tập trung vào, khi mà mình đã lên một cái chiến lược, mình đã lên một cái kế hoạch rồi, và tôi tập trung làm nó, và tôi không thay đổi về chiến lược, mà tôi tập trung làm nó liên tục, làm đi làm lại và làm cho nó ngày càng hay hơn, ngày càng tốt hơn và ngày càng hiệu quả hơn. Đó là thông qua cái mô hình lớp học để mình xây dựng ra một cái hệ thống về bán hàng, hệ thống về kênh phân phối nó đủ mạnh. Bởi vì tôi thấy rằng là thông qua những cái lớp học thì mình sẽ có những con người đó họ mong muốn về kinh doanh, họ mong muốn thay đổi, họ mong muốn về phát triển. Thì đó là cái kênh mà mình có thể chọn lọc ra được những cái nhà lãnh đạo cho cái tổ chức của mình. Vậy thì đó là mình cần phải có một cái kế hoạch, từ kế hoạch của 5 năm, kế hoạch của 1 năm, kế hoạch của trong vòng 1 tháng và 1 tuần, và sau đó là 1 ngày. Thì ví dụ như tôi sẽ mở các bạn đây. Đây chính là một cái cuốn về top 5 và đây chính là một cái kế hoạch. Và cái này là tôi viết cho bản thân mình, giống như hôm qua tôi còn chia sẻ với các bạn đó. Đó là mình viết nó mỗi ngày luôn các bạn. Tức là mỗi 1 ngày như vậy mình sẽ viết đó là 5 cái mục tiêu trong cuộc đời của mình này, rồi kế hoạch trong 5 năm tới này, rồi trong một năm tới này, rồi trong một tháng mình cần phải làm gì này, trong tuần này mình cần phải làm gì này, rồi ngày hôm nay mình phải làm gì này. Có là mình có một cái nó rất cụ thể, nó rõ ràng như vậy. Vậy thì ở đây nó gì? Chúng ta cần phải có một cái kế hoạch rõ ràng, cái con đường để chúng ta đi đến cái mục tiêu của mình. Ok không ạ? Và khi chúng ta lên cho mình kế hoạch và chúng ta ra được một cái, đó là lịch một tuần chúng ta cần phải làm gì. Ví dụ, và cách mà để tôi không bao giờ bị rơi vào tình trạng đó là mình bị việc này sọ việc kia, thì mình đã có mục tiêu rồi, và cái gì nó phục vụ cho cái mục tiêu của mình đó thì mình tập trung làm. Và đó là lý do tại sao nhiều người rủ tôi, đó là dùng cái tiền nhàn rỗi của mình đó, đã đầu tư vào bất động sản rồi hay là người mua đất, thì tôi vẫn nói với họ đó là tôi không có làm, bởi vì trong thời gian này tôi cần tập trung 100% cho cái kế hoạch của mình, cho cái chiến lược của mình, và tôi không làm gì khác. Đó là có những thi thoảng có người thì họ rủ tôi đó là kinh doanh cái này, kinh doanh cái kia, thì tôi vẫn đều nói là không. Có là mình phải biết là không với tất cả mọi thứ mà nó không giúp chúng ta đạt được cái mục tiêu của mình, thì mình phải biết nói không với nó. Thì lúc đó chúng ta dùng được toàn tâm toàn ý, tập trung vào cái mục tiêu của chúng ta, thì lúc đó chúng ta mới đạt được cái mục tiêu của chúng ta. Ok không ạ? Vậy thì đó là chúng ta cần phải có một cái kế hoạch, và lúc đó mình cần phải lên một cái lộ trình cho mình. Mình cần phải học kỹ năng gì? Ví dụ như bây giờ là kỹ năng bán hàng của mình chưa tốt, thì mình cần phải đi học về kỹ năng về bán hàng. Có là kỹ năng về nhân sự của mình chưa tốt, thì mình phải đi học. Ví dụ như một trong những cái đó là gì? Mình biết cách làm việc với con người, nhưng có nhiều cái dạng người tính cách khác nhau, đôi lúc là cách giao tiếp của mình nó không phù hợp với họ, thì sau đó là tôi phải đi học về DIC. Và khi mình đi học về DIC là mình hiểu được là trong cuộc sống này có những cái dòng tính cách khác nhau. Và cái quan trọng đó là ví dụ như làm việc với nhóm S thì chúng ta phải dùng về yếu tố về tình cảm, chúng ta dùng về nói về cái mối quan hệ, nói về gia đình với họ thì nó cũng sẽ hợp. Thì trước đó thì mình cũng biết về những cái này, mình chỉ theo là cái cảm tính của mình thôi, thì lúc đó là bản thân mình làm được, nhưng đó là cái đội ngũ leader của mình là họ là không làm được cái điều đó. Thì sau đó đó là mình phải lên một kế hoạch, đó là mình mời đó là thầy dạy về DIC, đó là anh Lê Minh Tuấn, đó là về tổ chức và bắt đầu đào tạo cho đội ngũ. Tức là mình phải có những cái kế hoạch như vậy. Rồi sau đó mình lại phải đi học về NLP, mình học bổ sung thêm, mình học về kỹ năng về lãnh đạo, để sau đó về bắt đầu mình thay đổi về bản thân mình. Bởi vì lúc này đó là mình cần phải làm việc với nhiều người giỏi hơn, thì lúc này mình cần phải có những cái chiến lược về việc mà học tập và phát triển về bản thân mình, thì mình mới có thể giúp mình đạt được cái mục tiêu. Thì ở đây đó là chúng ta thấy rằng là chúng ta luôn khi mà có mục tiêu rồi đó, thì chúng ta cần phải lên cho mình một cái kế hoạch chi tiết là làm thế nào để chúng ta đạt được cái mục tiêu của mình, chứ không phải chúng ta đặt cái mục tiêu xong mà chúng ta không có một kế hoạch nào cả. Và nếu chúng ta kinh doanh mà chúng ta không có một kế hoạch nào thì có nghĩa là chúng ta đã chuẩn bị cho mình một kế hoạch, đó là một kế hoạch thất bại, đúng không? Vậy thì bây giờ là tôi đã lên một cái kế hoạch là vì mình đi bán cái mô hình là kinh doanh có lãi là 100 triệu một tháng. Vậy thì bản thân mình phải tạo ra cái mô hình bán lẻ và có lãi. Vậy thì tôi phải lên một kế hoạch làm sao để cái mô hình mình bán lẻ và nó có lãi là 100 triệu một tháng. Xin cảm ơn tất cả anh chị em chúng ta đã xem đoạn video clip này. Và để chúng ta là người đầu tiên nhận những cái video kế tiếp thì chúng ta hãy bấm vào subscribe của kênh của Linh. Chúng ta hãy bấm vào subscribe ở dưới đoạn video clip. Và chúng ta hãy nhớ bấm vào nút chuông. Nhớ nhá, bấm vào nút chuông, bấm vào nút chuông. Bởi vì khi chúng ta là bấm vào nút chuông thì mỗi lần mà Linh upload video lên thì chúng ta là người đầu tiên chúng ta nhận được cái video này. Và chúng ta hãy ủng hộ kênh bằng cách bấm vào subscribe và bấm vào nút chuông. Một lần nữa tôi muốn nhắc lại đó là chúng ta bấm vào nút chuông, bấm vào nút chuông, bấm vào nút chuông. Bấm vào nút chuông để chúng ta là người đầu tiên nhận được video, những cái kiến thức chia sẻ về phát triển về bản thân, kiến thức về kinh doanh, làm thế nào để chúng ta thành công và làm thế nào để chúng ta hạn chế những cái thất bại trong cuộc sống này. Và xin chào, hẹn gặp lại tất cả chúng ta. Hãy share video này để cho những người bạn của mình, để cho nhiều người bạn để chúng ta nhận được những video này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả chúng ta ở những đoạn video kế tiếp. Giá trị cho cộng đồng để tốt mọi người đến với cái tổ chức của mình, và mình phải khuếch trương về cái thương hiệu, khuếch trương về cái hình ảnh của mình. Vậy thì mình phải có một cái chiến lược về truyền thông, một cái chiến lược về marketing, chiến lược về quảng cáo, đúng không? Thì sau đó mình mới tạo nên một cái sức hút, tạo nên một cái làn sóng để kéo mọi người, kéo những cái thu hút, những cái nhà lãnh đạo đến với tổ chức của mình. Đó, thì các bạn là ở đây đó là chúng ta cần phải có một cái kế hoạch nó rất cụ thể, nó rõ ràng. Và lúc đó tôi ra một ngày đó là mình chạy 5 triệu tiền quảng cáo về các cái khóa học. Và 5 triệu đó thì tôi đặt mục tiêu đó là mình sẽ có được cái 5 cái học viên người ta đến với học của mình, và 5 người người ta đến với học của mình đó, và họ thay đổi và họ có những cái thành công, đúng không ạ? Và họ nhận được những giá trị đó, và sau đó những con người này họ chuyển đổi, đó là họ bắt đầu kinh doanh cùng với mình. Vậy thì ở đây đó là mình cần phải lên một cái kế hoạch về chi tiết. Thì khi mà chúng ta học về những cái lớp về như Rich People Business thì tôi cũng có chỉ cho chúng ta đó là lập một cái kế hoạch, đó là chúng ta một ngày chúng ta bỏ ra bao nhiêu tiền thì chúng ta bán ra lợi nhuận là bao nhiêu. và với bao nhiêu khách hàng đó thì chúng ta phải gọi điện ra sao, chúng ta phải chăm sóc khách hàng ra sao. Thì chúng ta cần có một kế hoạch nó một cách chi tiết rõ ràng, làm thế nào để chúng ta đạt được cái mục tiêu đó, đúng không ạ? Chứ không phải chúng ta thiết lập mục tiêu xong rồi chúng ta để đó, mà chúng ta thiết lập xong thì chúng ta cần phải lên cho mình một kế hoạch, một cái chiến lược rõ ràng là con đường nào để chúng ta đi đến mục tiêu của mình. Và khi mà chúng ta đã lên cho mình một cái kế hoạch, một cái chiến lược rõ ràng rồi thì chúng ta cần tập trung vào nó và chúng ta làm với nó thôi, thì lúc đó chúng ta mới đạt được mục tiêu của mình, ok không ạ? Rồi, sau khi mà chúng ta có kế hoạch rồi thì tôi muốn chia sẻ với các bạn một điều rằng là có những người họ làm một kế hoạch rất là đẹp, thậm chí người ta đóng trong một cuốn sổ rất là đẹp, rất là hoành tráng luôn đó. Còn với tôi thì tôi làm một kế hoạch trên một trang giấy, được không? Mình chỉ biết về những cái bước mình cần phải làm cái gì, tập trung làm cái gì, làm như thế nào, cứ là mình gạch đầu dòng thôi, và sau đó tôi tập trung vào tôi làm. Nhưng chúng ta thấy có những người là họ làm những cái kế hoạch trong một cuốn tập rất là dày, rất là đẹp, họ viết rất là chi tiết, nhưng sau đó họ để đó và họ không bay vào hành động, họ không bắt tay vào làm, thì kế hoạch đó chỉ là kế hoạch thôi. Nên là kế hoạch nó chỉ tạo nên giá trị đó là khi mà chúng ta phải bắt tay vào hành động, chúng ta phải hành động thì nó mới tạo ra kết quả. Và tất nhiên khi mà chúng ta hành động, không phải là cách mà chúng ta hành động cái nào nó cũng thành công. Tôi muốn chia sẻ với các bạn một cái điều sự thật rằng là trong cái khóa đầu tiên lớp về Rich People Business, mọi người học xong ấy, sau 3 ngày mọi người đều cảm thấy rất là hay, mọi người đều cảm thấy nó rất là tuyệt vời, và mọi người đã biết cách về viết quảng cáo, biết cách chạy quảng cáo, biết cách bán hàng. Và mọi người nói với tôi rằng là ê, anh Linh ơi, em sẽ làm cùng với anh, em muốn kinh doanh Nu Skin cùng với anh. Nhưng vì là khóa đầu tiên chỉ mới một mình tôi có kết quả, những người khác họ chưa, bởi vì họ mới học xong mà. Các bạn biết là tất cả lớp học xong họ đều nói là họ sẽ cùng làm với tôi, họ sẽ đồng hành với tôi. Nhưng các bạn biết điều gì xảy ra? Đó là ngày mai khi mà đến để nói làm việc cùng với nhau thì 30 con người đó không có một người nào làm việc cùng với tôi các bạn. Đó là một điều rất tuyệt vời, đó là ở cái khóa đầu tiên. Thì mọi người nói là trời ơi, làm cái lớp này nó đâu có hiệu quả đâu, đâu có ai đăng ký đâu, đâu có ai làm cùng với mình đâu. Và mọi người nói không hiệu quả, có là lúc này tôi đã bắt đầu hành động rồi, nhưng nó thành công hay là thất bại các bạn? Có là người ta đi học, nhưng tôi đã thất bại, đó là người ta không làm cùng với mình, thì có nghĩa là mình đã thất bại rồi, đúng rồi. Và tôi thay đổi. Lúc này khi mà thất bại xong á thì thường chúng ta làm gì? Có nhiều người khi mà gặp một cái thất bại một cái thì người ta nói rằng ô, thất bại rồi, mình đừng có làm nữa, cái này không có hiệu quả đâu, không có ok đâu. Nhưng không, tôi không chọn vào cái đó, mà tôi rút ra cho mình một bài học. Tôi rút ra bài học, ok các bạn? Tôi rút ra cho mình một cái bài học trong cái lần này, và sau đó tôi thay đổi cái kế hoạch của mình, tôi thay đổi về kế hoạch của mình, thay đổi về cái cách làm của mình, và tôi thay đổi cái phương thức mà tôi nói chuyện trong cái lớp học đó. Tức là bây giờ mình cần, mình có là trong cái này đó nó có một vấn đề gì đó rồi, tại sao mọi người thích nhưng ngày mai về người ta đổi ý, thì lúc này bắt đầu tôi phải thay đổi cái cách làm của mình. Và các bạn biết, tôi làm tiếp khóa thứ 2 và tuần sau tôi lại làm tiếp một cái lớp mới, và lớp mới này cũng có được 30 người. Và các bạn biết điều gì xảy ra? 30 người này họ học xong họ cũng đều rất là ok, họ nói với tôi rằng là ồ, khóa này rất là hay, giúp cho họ về kỹ năng về viết quảng cáo, họ bán được hàng, họ kiếm được tiền. Họ nói là ngày mai em sẽ làm việc cùng với anh. Cả một lớp đều nói với tôi như vậy luôn các bạn. Và các bạn biết là sang ngày mai điều gì xảy ra? Đó là 30 con người này không có một ai đến văn phòng của tôi để làm việc hết, và tôi không có bất kỳ một ai cả, và tôi vẫn tiếp tục con số 0. Và lúc đó đó, mấy anh em nói với tôi rằng là mấy cái lớp học này tuyển đối tượng không có chất, không có được, làm không được. Và mọi người nói là tôi nên đổi cách khác, đừng có làm như vậy nữa. Và lúc đó và nói với tôi rằng là bỏ, đừng có làm những cái kiểu như thế này, tuyển không được đâu, tôi bây giờ mình cứ lo bán hàng bán lẻ đi, mình kiếm tiền đi, chứ mình đi tuyển làm gì nữa. Nhưng không, vì cái mục tiêu của tôi đó là phải trở thành team lead Platinum 4 Star năm nay, Nên là tôi phải gia tăng cái tốc độ đó là tuyển dụng. Mình phải chọn lọc những cái người giỏi của mình. Và tôi xem đó là sau cái lần đó bắt đầu tôi rút ra được cái bài học. Đó là mình phải, trước khi mình đưa họ đến lớp học, mình cần phải chọn lọc và mình tuyển nó kỹ hơn. Và tôi thay đổi, tôi rút ra những bài học trong này và tôi rút ra, tôi chọn thay đổi về cái cách mà mình nói chuyện, cách mà mình làm một cái bài giảng ở trong một cái lớp học, để làm sao để nói cho mọi người, thuyết phục là mọi người đến để làm việc cùng với mình. Và các bạn biết là khi mà tôi làm xong cái khóa số 2 xong một cái đấy, thì tất cả những người này họ đã không làm, đúng không? Và có là tất cả cái lớp này không ai làm cùng với mình luôn. Đó là ở cái khóa số 2 nhé các bạn. Và sau đó tôi rút ra bài học và tôi thay đổi cách làm của mình tiếp. Và tôi làm tiếp khóa thứ 3. Và khóa thứ 3 tôi có được 40 người ta đến học. Và 40 ngày học này người ta đều nhận được ra giá trị luôn nhé các bạn. Bởi vì sau đó, sau khoảng 1 năm sau đó, thì những người này họ đều nói, chia sẻ cho tôi về những kết quả mà họ có được. Đó là họ kinh doanh, họ có lãi. Là ở khóa 1, khóa 2, khóa 3 đều có luôn nhé các bạn. Đến bây giờ thì họ cũng đều có những cái thành công. Nhưng các bạn biết là ở cái khóa số 3 này nè, tôi có 40 con người này đó. 40 con người này cũng giống như khóa 1, khóa 2. Họ đều nói với tôi rằng là khóa học này hay quá, em sẽ làm việc cùng với anh, em sẽ đồng hành cùng anh phát triển công ty Nu Skin lên. Và các bạn biết sang ngày mai đó, 40 con người mà ngày hôm qua nói với tôi là sẽ làm cùng với tôi đó, không lại tiếp tục là không có bất kỳ một người nào đến để làm việc cùng với tôi. Vẫn chỉ có mình tôi cùng với một vài anh em ban đầu tiên là chúng tôi đồng hành làm cùng với nhau. Đó. Thì lúc này đó bắt đầu có nhiều thành viên họ cảm thấy nản khi mà mình tuyển dụng như vậy. Khi mà mình mở ra những lớp học và mình cảm thấy bị phí, bị mất thời gian, và mọi người nói thay vì cái thời gian đi làm như vậy đó, mình ở nhà mình ngồi mình bán lẻ mình kiếm tiền nó sướng hơn. Đó là cái mà mọi người nói với tôi. Và nói với tôi là tốt nhất là tôi đừng có đi làm những cái khóa học này nữa, ở nhà bán hàng kiếm tiền nó hay hơn. Tự nhiên đi như vậy làm gì? Đi làm là như thế để làm gì? Phí thời gian mà không được gì cả. Nhưng không, vì mục tiêu của tôi đó là Team Lead Platinum 4 Star, nên tôi phải tuyển dụng thật nhiều lên. Và tôi lại rút ra cho mình một cái bài học tiếp và thay đổi cái cách làm. Và lúc này tôi quyết liệt hơn, đó là tôi làm một cái chương trình hội thảo. Tôi làm một cái hội thảo lớn. Và lúc đó tôi kêu mọi người làm và các bạn biết là không ai làm cả. Gần như là chỉ có một mình tôi làm thôi. Bởi vì khi đó tôi đưa người đến hội thảo của mình, lúc đó tôi làm chương trình 300 người. Và lên đến 290 con người đến cái lớp học đó các bạn. Đó là do tôi marketing ra. Còn những người làm cùng với tôi là không ai làm hết. Không ai làm hết, chỉ có mình tôi làm thôi. Và các bạn biết là qua 290 con người đó, và tôi nói rõ về mô hình kinh doanh, tôi nói về hết tất cả mọi thứ, và tôi chứng minh bằng kết quả. Và sau đó tôi mở một cái lớp kế tiếp là được 40 con người đi học. Và các bạn biết là 40 con người đi học đó, thì ở cái lớp thứ 2, đó là ở cái lớp thứ 4 này, thì tôi tuyển được đó là 2 con người nhé các bạn. Cứ là 2 con người làm việc. Và một trong những con người mà đến bây giờ họ đã là có một cái team rất là mạnh, đó chính là anh Tuấn Anh. Anh Tuấn Anh ở Gò Vấp. Đúng rồi, và dưới Tuấn Anh này có Vũ Tuấn Anh, có Cảnh Mai, có Tuyết, này có rất nhiều bạn rất giỏi đến bây giờ. Và họ có một cái tốc độ phát triển rất là tốt, nó là đều. Mà 3 năm qua họ vẫn làm việc đều đặn. Đúng không? Các bạn thấy rằng là khóa thứ nhất không được gì, khóa thứ hai không được gì, khóa thứ ba không được gì, và mãi khóa thứ tư thì tôi mới được 2 người. Đúng nhờ? Và mỗi lần như vậy tôi lại rút ra được một bài học, mình học được cái bài học và mình thay đổi phương pháp, bắt đầu mình làm tiếp, Vậy thì cái mấu chốt ở đây đó là gì? Chúng ta hành động ở đây đó là hành động một cách kiên định. Hãy nhớ nhá, ở đây đó là hành động một cách kiên định. Chúng ta không được hành động một cách hời hợt, mà chúng ta cần phải hành động một cách kiên định với cái mục tiêu của mình, thì chúng ta mới có thể đạt được cái mục tiêu của chúng ta. Và quan trọng là không có một người thành công nào làm lần đầu tiên mà người ta thành công liền. Mà người ta đều có những cái thất bại, người ta đều có những cái lần mà không thành công. Nhưng quan trọng là sau mỗi lần đó, chúng ta cần phải rút ra cho mình những bài học. Và sau đó chúng ta lại thay đổi cái phương pháp, thay đổi về cái chiến lược của mình. Và chúng ta tiếp tục làm tiếp, tiếp tục làm tiếp cho đến khi nào mà chúng ta chọn được người phù hợp, cho đến khi nào mà chúng ta thành công. Vậy thì nếu lúc đó mà tôi nghe theo những lời của người khác, đó là dừng lại, chỉ tập trung vào bán lẻ, thì tôi đã không trở thành team lead Platinum 4 Star sớm như vậy. Nhưng vì cái mục tiêu, tôi biết là cái mục tiêu của tôi đó là team lead Platinum 4 Star và tôi cần phải tập trung vào mục tiêu đó, nên tôi hành động nó, tôi làm nó liên tục. Và thất bại tôi thay đổi phương pháp, liên tục như vậy. Và sau đó thì những chương trình sau tôi tuyển được 1 người, 2 người, 3 người và tôi làm liên tục. Thì 1 năm sau thì mình đã trở thành team lead 4 star, và năm kế tiếp đó là mình sẽ trở thành team lead Platinum 4 star. Và đến năm nay, thời điểm này đó là vừa tròn 3 năm, thì xong tháng 6 này đó là tôi năm thứ 3 làm việc ở Nu Skin và cũng là năm thứ 3 mà mình trở thành team lead luôn. Các anh chúng ta cứ tự hỏi những người kinh doanh với Nu Skin á, có ai 3 năm làm việc với Nu Skin là 3 năm đều là team lead hay không? Có mình tôi ạ. Đúng chưa? Vậy thì đơn giản đó là vì mình tập trung vào mục tiêu, mình làm việc liên tục cho đến khi chúng ta hành động, cho đến khi nào á mà chúng ta có được cái thành công. Đúng không ạ? Và năm đầu tiên khi mà tôi đã bắt đầu đạt được cái mục tiêu đó là team lead 4 star, thì mình phải kế tiếp đó là mình phải team lead Platinum 4 star. Và khi mà mình đã đạt được cái mục tiêu team lead Platinum 4 star rồi thì bước kế tiếp đó là chúng ta cần phải đặt ra cho mình những cái mục tiêu lớn hơn. Ví dụ như sau khi mà tôi đã đạt mục tiêu team lead Platinum 4 star thì mình lại tiếp tục đặt cho mình cái mục tiêu nữa. Mình tiếp tục nâng cao cái mục tiêu của mình lên, đó là kiến tạo ra 1000 team lead Platinum 4 star khác. Đúng không ạ? Lúc này tôi mới thiết lập thêm một cái mục tiêu mới, đó là mình cần phải kiến tạo ra 1000 team lead Platinum 4 star. Đó, tức là khi mà chúng ta đạt được cái mục tiêu đầu tiên thì chúng ta cần phải ngay lập tức chúng ta thiết lập cho mình cái mục tiêu mới. Đúng không? Ví dụ năm nay tôi có những mục tiêu đó là mình phải viết xong 5 cuốn sách này, rồi mình phải tạo ra được cái kênh YouTube có mình 1 triệu lượt sub này, rồi mình cần phải kiến tạo ra, năm nay thì tôi đặt mục tiêu đó là kiến tạo ra 20 team lead Platinum 4 star. Và trong 5 năm tới mình phải kiến tạo ra 1000 con người team lead Platinum 4 star. Và để tạo ra 1000 team lead Platinum 4 star đó thì tôi phải nghĩ rất nhiều cái chiến lược, nghĩ rất nhiều cái phương pháp làm sao để mình đạt được mục tiêu đó. Và ví dụ như 6 tháng vừa rồi mình có những cái chiến lược nhưng mình cảm thấy nó vẫn chưa hiệu quả lắm, để mà mình thấy rằng là cái đường hướng cách làm này nó sẽ không giúp mình đạt được mục tiêu team lead Platinum 4 star khác, thì bắt đầu tôi phải thay đổi cái chiến lược và tôi thay đổi liên tục. Nhưng cái điều quan trọng đó các bạn, doanh số của tổ chức của chúng ta nó vẫn tiếp tục đi lên, nhưng tôi thấy rằng là để đạt được team lead, để tạo ra được 1000 team lead Platinum 4 star thì tôi cần có những cái chiến lược nó hay hơn, cần có những cái phương pháp nó hay hơn, nên lúc đó mình phải thay đổi phương pháp, thay đổi cái kế hoạch liên tục để đạt được mục tiêu đó. Và một trong những cái chiến lược mà bây giờ tôi đang làm đó là chiến lược về huấn luyện leader vào 5 giờ sáng. 5 giờ sáng và tôi cam kết với bản thân mình đó, trong 5 năm tới đây cứ 6 tháng tôi sẽ tạo ra khoảng 30 team lead, cứ 6 tháng tôi phải tạo ra 30 team lead thông qua những cái chương trình huấn luyện vào lúc 5 giờ sáng. Và 5 giờ sáng này tôi sẽ kèm cặp cho đội ngũ của mình trở thành những cái là nhà lãnh đạo nòng cốt, và họ sẽ là những người mà nhân bản ra những người team lead trong cái tương lai của mình. Bởi vì để tạo ra 1000 team lead ấy, 1 năm mình có thể tạo ra được 30 người. Nhưng vậy thì 5 năm ấy thì mình mới tạo ra được 150 người. Nhưng 150 con người này họ tạo ra mỗi người đó là khoảng từ 10 người nữa, thì có là sau đến 5 năm nữa thì mình mới có thể đạt được mục tiêu đó là kiến tạo ra 1000 team lead Platinum 4 star. Thì trong cứ 6 tháng như vậy là mình phải đào tạo, mình phải kèm cặp rất kỹ về những con người và học 5 giờ sáng. Cứ là mỗi sáng tôi đều đặn dành trọn cái thời gian của mình vào lúc 5 giờ sáng cho đến 7 giờ sáng, trong 2 tiếng như vậy. Có là mình theo sát, mình kèm cặp, mình huấn luyện cho họ trở thành những người bán hàng xuất chúng, họ trở thành những con người làm marketing rất tốt, và họ phải trở thành những cái nhà lãnh đạo. Và có một kết quả thực tế, họ phải trở thành những cái nhà lãnh đạo mà biết truyền cảm hứng cho người khác, biết dẫn dắt đội nhóm và giúp đội nhóm mình trở nên nó thành công hơn. Vậy thì vì cái mục tiêu đó thì mình phải thay đổi những cái chiến lược, mình phải thay đổi những kế hoạch. Và lúc đó tôi phải nhờ đến đó là thầy Alan Ngao. Mình phải nhờ thầy Alan Ngao kết nối với những cái nhà lãnh đạo ở trên thế giới để họ cùng đến Việt Nam để support, để hỗ trợ cho mình, để mình kiến tạo ra những cái nhà lãnh đạo team lead platform for ta khác. Thì ở đây đó là gì? Khi mà chúng ta đạt được mục tiêu, chúng ta cần phải thiết lập ra cho mình những cái mục tiêu mới, đúng không? Và chúng ta cần phải hành động. Sau cái mục tiêu này chúng ta cần tiếp tục, đó là thiết lập mục tiêu mới và chúng ta làm tiếp. Vậy thì những cái điều quan trọng đó mà để mà cái công thức này nó đạt được hiệu quả đó, thì chúng ta cần phải có một thứ, chúng ta cần có một cái thứ rất quan trọng ở trên cái mục tiêu này. Nếu không là mục tiêu này nó sẽ rất là khô khan. Đó chính là cái sứ mệnh. Chúng ta đến với cuộc đời này đó là gì? Và tôi thiết lập những cái mục tiêu mình trở thành team lead Platinum 4 Star và kiến tạo ra 1000 team lead Platinum 4 Star. Đó là vì cái điều gì? Đó là vì điều gì? Chúng ta hình dung đây ạ. Với mục tiêu của chúng ta thì cái sứ mệnh của chúng ta khi mà làm cái mục tiêu này đó là gì? Cái sứ mệnh mà chúng ta sinh ra trong cuộc đời này đó là vì điều gì? Đó. Trước khi mà tôi nói đến cái phần 2 này thì tôi muốn tất cả đó là chúng ta comment về những bài học, những gì mà chúng ta học được từ lúc nãy giờ, những điều mà chúng ta tâm đắc lúc nãy giờ, chúng ta comment và chúng ta để dưới cái đoạn livestream này để tôi có thể đọc. Và sau đó tôi sẽ chia sẻ tiếp về cái 3 cái ý rất quan trọng để cái công thức này nó trở thành hiện thực, để cái công thức này nó trở nên ý nghĩa, và để công thức này nó tạo nên một cái cảm hứng để chúng ta ứng dụng nó vào trong công việc và trong cuộc sống của chúng ta. Rồi hãy comment đi các bạn. Hãy comment về những bài học, về những giá trị mà lúc nãy giờ chúng ta nhận được với cái bài này. Ok các bạn. Thì các bạn là mục tiêu Team Lead Platinum 4 Star đó, thì chúng ta chỉ không thể là đơn thuần là bán hàng, mà chúng ta chỉ dành 20 đến 30% thời gian để chúng ta bán hàng thôi. Còn 70 đến 80% thời gian của chúng ta đó là dành cho việc xây dựng hệ thống kinh doanh. Vậy thì chúng ta làm sao mà trong 20% thời gian, 30% thời gian mà chúng ta bán hàng đó là chúng ta phải tạo ra cái lãi đó là 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng một ngày. Thì lúc đó chúng ta dành những cái thời gian còn lại tập trung cho việc đó là xây dựng hệ thống kinh doanh. Vậy thì khi đó chúng ta sẽ lên một cái kế hoạch đó là buổi sáng là chúng ta cần phải xong cái lãi 3 triệu để chúng ta có buổi chiều và buổi tối tập trung vào việc đó là tuyển dụng và xây dựng hệ thống. Đúng không ạ? Vậy thì có phải là mục tiêu nó khác nhau? Thì chúng ta cái kế hoạch chúng ta nó phải khác đi, đúng không? Chứ nó không chỉ đơn thuần là chúng ta ngồi bán hàng. Chúng ta muốn trở thành Team Lead Platinum 4 Star thì chúng ta không chỉ đơn thuần là ngồi đó chúng ta bán hàng. Nếu chúng ta chỉ đơn thuần là bán hàng thì chúng ta không bao giờ trở thành Team Lead Platinum 4 Star khác. Mà chúng ta muốn trở thành Team Lead Platinum 4 Star thì chúng ta cần dành 20% thời gian bán hàng, và 20% thời gian bán hàng đó chúng ta phải tạo ra được cái lợi nhuận đó là 3 đến 5 triệu đồng một ngày. Còn lại 70 đến 80% thời gian còn lại chúng ta cần tập trung vào việc tuyển dụng, huấn luyện và đào tạo để chúng ta xây dựng ra một cái hệ thống về kinh doanh. Đúng không ạ? Rồi, chào chị Nancy Huỳnh. Thất bại những vẫn kiên định với mục tiêu và rút ra bài học. Ok, có mục tiêu, có làm kế hoạch, nếu không hành động sẽ không bao giờ có được. Chắc chắn phải hành động, dù đúng dù sai. Đúng không? Nếu mà sai thì chúng ta rút ra bài học và chúng ta tiếp tục làm tiếp. Đúng không? Làm cho tới khi nào mà chúng ta thành công, làm cho tới khi nào mà chúng ta có được cái kết quả thì chúng ta tiếp tục chinh phục cái mục tiêu mới. Rồi. Ok các bạn. Thì những cái mục tiêu này là mình làm, thì câu hỏi đó là sứ mệnh chúng ta sinh ra trong cuộc đời này là vì điều gì? Bởi vì nếu mà chúng ta không trả lời được câu hỏi này đó, thì khi mà chúng ta đạt được cái mục tiêu Team Lead Platinum 4 Star và chúng ta có thu nhập là trên 1 tỷ đồng một tháng rồi đó, thì đôi lúc là chúng ta sẽ rơi vào tình trạng đó là chúng ta sẽ không làm nữa. Bởi vì mọi thứ đều rất là ok và chúng ta tự do, hệ thống mạnh, đội ngũ mạnh, đúng không? Mọi cái đi vào quy trình rồi. Thì chúng ta đặt câu hỏi đó là chúng ta làm vì điều gì nữa? Đặc biệt là khi mà chúng ta làm có rất nhiều thách thức, có lời ra tiếng vào, có nói này nói kia, và chúng ta phải đấu tranh với bản thân mình. đấu tranh với rất nhiều thứ trong cuộc sống để chúng ta đạt được cái mục tiêu. Nhưng chúng ta hiểu là sứ mệnh chúng ta sinh ra trong cuộc đời này là vì điều gì. Thì đây là cái câu chuyện là khi mà tôi đến với đất nước của Singapore, đến với Nhật Bản, và tôi thấy một cái điều như thế này các bạn. Tôi nhìn vào cái lịch sử đó. Tại sao đất nước Nhật Bản và Singapore 40 năm trước, 50 năm trước đó chỉ là những cái đất nước bình thường. Ví dụ Singapore nó chỉ là một cái làng chài thôi. Nhưng tại sao sau 40 năm, 50 năm họ trở thành những cái cường quốc ở trên thế giới? Mà trong lúc đó 40 năm trước, 50 năm trước, đất nước Việt Nam của chúng ta được ví như những cường quốc, gọi là gì? Hòn ngọc của Viễn Đông. Thành phố Hồ Chí Minh được ví như một cái hòn ngọc Viễn Đông. Nhưng tại sao sau 40 năm, 50 năm sau thì chúng ta lại thụt lùi như vậy? Thì tôi mới nhận ra một điều rằng đó là gì? Đất nước Hàn Quốc, Nhật Bản và Singapore là 40 năm trước, 50 năm trước, người ta nhận ra rằng là để thay đổi đất nước này, ta cần tập trung vào giáo dục về tư duy, cần phải phát triển bản thân của thế hệ trẻ của đất nước họ. Và sau đó Nhật Bản, Singapore bắt đầu người ta gửi thanh niên, sinh viên đến châu Âu, đến Mỹ, và bắt đầu học về những cái công nghệ, học về cái tư duy, học về và bắt đầu học thay đổi về con người của họ. Và thậm chí đất nước Hàn Quốc đó là người ta ra một cái chương trình huấn luyện về làm giàu, huấn luyện về phát triển bản thân ở khắp mọi cái kênh truyền hình của đất nước Hàn Quốc. Và nó tạo nên một cái cuộc cách mạng về giáo dục. Họ thay đổi về tư duy, thay đổi về mindset, và họ thay đổi cả cái nền giáo dục. Nên chúng ta đến Nhật Bản, chúng ta đến Singapore, chúng ta thấy những cái đứa trẻ ngay từ lúc còn nhỏ đã được dạy về một cái hệ tư duy rất là tốt. Họ được dạy về cái yếu tố về con người rất là tốt. Họ có một cái nền tảng tư duy nó rất là tốt. Và vì họ có một cái nền tảng tư duy rất tốt như vậy thì bắt đầu họ về, họ cống hiến, họ đóng góp, họ phát triển cái đất nước của họ. Và sau 40 năm, 50 năm thì chúng ta thấy đó là đất nước Nhật Bản, đất nước Hàn Quốc đã trở thành những cường quốc. Dù họ không có tài nguyên về khoáng sản, họ không có bất kỳ một cái tài nguyên nào cả, nhưng họ vẫn có thể trở thành cường quốc. Bởi vì nguồn tài nguyên lớn nhất của đất nước Hàn Quốc và Nhật Bản hay là Singapore đã chính là trí tuệ của những con người dân của họ. Vậy thì khi mà tôi thấy được cái điều đó, vậy thì nếu như đất nước Việt Nam của chúng ta, mỗi con người chúng ta đều thay đổi về cái tư duy, chúng ta thay đổi về mindset, thì chúng ta đều có thể thành công. Và mỗi một con người chúng ta thành công thì đất nước của chúng ta sẽ phát triển, đúng không ạ? Và khi tôi nhận ra được cái điều đó, và đầu tiên đó là tôi thay đổi về bản thân mình. Tôi làm cho bản thân mình trở nên thành công. Và từ một cái học sinh bình thường, một cái học sinh yếu kém, và sau đó tôi trở thành một cái học sinh xuất sắc. Và sau đó thì mình làm cho cái cuộc sống của mình trở nên thành công. Và tôi thấy rằng là bản thân mình thành công bằng việc đó là mình có một cái động lực, mình có một cái lý do, và mình khai phá được cái năng lực tiềm ẩn trong con người mình, và mình đột phá, mình trở nên thành công. Thì mình có thể thành công thì những người khác cũng có thể thành công. Vậy thì khi mà tôi làm về những mục tiêu này, thứ nhất đó là tôi muốn chứng minh bằng những cái kết quả. Nhưng cái đích đến, cái quan trọng nhất đó, tôi muốn lấy những cái câu chuyện đó để truyền cảm hứng, để minh chứng cho mọi người thấy rằng bản thân tôi làm được thì mọi người cũng làm được. Và thông qua cái phương diện của kinh doanh của Nu Skin thì tôi có thể giúp được cho hàng ngàn bạn trẻ, hàng triệu bạn trẻ ở đất nước Việt Nam chúng ta. Họ thay đổi về tư duy bằng việc đầu tiên đó là mình giúp họ kiếm tiền, mình giúp họ có một cuộc sống tốt hơn. Và sau đó khi mà mình đã bắt đầu giúp cho họ có được tiền, mình giúp cho họ có được tài chính, mình giúp cho họ có một cái sự nghiệp, thì cái quan trọng đó là mình cần phải đưa vào họ, đó là một cái hệ tư tưởng. Họ trở thành một con người tốt hơn, họ thay đổi về mindset, họ thay đổi về cái tư duy của họ. Họ để bắt đầu quay trở về, họ giúp cho những người khác nữa. Bởi vì khi mà người ta thành công, khi người ta phát triển thì người ta có thể giúp đỡ được cho những người khác. Họ thay đổi và họ thành công hơn. Và thông qua họ, và mình phải kiến tạo. Bởi vì một mình thì không đủ được. Nhưng mình có cả hàng ngàn con người Team Lead Platinum 4 Star. Thì hàng ngàn con người Team Lead Platinum 4 Star họ đều có khả năng huấn luyện, họ có khả năng lãnh đạo. Và thông qua họ thì tôi sẽ chạm được đến nhiều người hơn, để giúp cho nhiều thanh niên Việt Nam họ thay đổi về tư duy và họ trở nên thành công hơn. Vậy thì bằng cách bây giờ mình làm cái điều đó bắt đầu từ bản thân mình, và cứ mỗi năm như thế mình tạo ra một thế hệ, cứ mỗi năm như thế mình tạo ra một thế hệ, thì sau 30 năm, 40 năm và 50 năm nữa thì đất nước Việt Nam chúng ta sẽ thay đổi hoàn toàn, và lúc đó đất nước chúng ta sẽ chuyển sang một cái cục diện mới. Chúng ta muốn thay đổi đất nước thì chúng ta phải bắt đầu thay đổi từ mình, thay đổi từ cái tổ chức của mình, và chúng ta phải tạo ra một kết quả đủ lớn để chạm đến trái tim, chạm đến một cái, truyền được cái cảm hứng đến cho mọi người. Vậy thì ở đây đó là chúng ta có một cái sứ mệnh nó rõ ràng về con đường, về cái lựa chọn là chúng ta làm đó là vì cái điều gì, đúng không ạ? Thế lúc này là và cái sứ mệnh này thì có bao giờ kết thúc không? Cái sứ mệnh về đào tạo và để giúp cho thanh niên Việt Nam họ thay đổi về tư duy mà họ trở nên thành công hơn đấy, thì cái việc đó là việc mà mình làm không bao giờ kết thúc. Nhưng mục tiêu này chúng ta xong thì chúng ta làm cái mục tiêu mới, nhưng đều có một cái ý nghĩa, đó là vì một cái sứ mệnh nó rất rõ ràng là mình sinh ra trong cuộc đời này đó là vì cái điều gì, thì điều đó nó sẽ không bao giờ dừng lại, cái điều đó nó sẽ không bao giờ kết thúc, đúng không ạ? Thì tôi mới gọi công thức này đó là công thức thành công không giới hạn, ok chưa? Rồi, và bên cạnh khi mà chúng ta có một cái sứ mệnh, có một cái lý tưởng rõ ràng như vậy để mà giúp cho cái kế hoạch của chúng ta, giúp cho mục tiêu của chúng ta nó trở thành hiện thực, thì chúng ta cần phải ứng dụng phương pháp NLP, đó là tư duy tích cực, đúng không? Đó là chúng ta chuyển đổi những cái ngôn từ của chúng ta cài đặt vào trong tiềm thức của chúng ta, thì lúc đó chúng ta cài đặt vào tiềm thức của chúng ta thì là những cái tư duy tích cực, những cái suy nghĩ tích cực, thì chúng ta giúp đạt được cái mục tiêu này nó dễ dàng hơn. Thì đây chính là những cái nền tảng ở trên, và bên cạnh cái tư duy tích cực thì chúng ta cần phải có một cái gọi là niềm tin, một cái niềm tin nó đủ lớn thì mục tiêu chúng ta mới trở thành hiện thực được. Nên là tôi mới có một cái thứ nhất đó là cái bài tập về chúng ta thay đổi về ngôn từ. Chúng ta chuyển đổi ở cái ngày đầu tiên mà chúng ta học thông qua cái livestream này, và cái điều quan trọng đó là chúng ta để cài đặt cái niềm tin này đó, thì chúng ta dùng cái phương pháp đó là bản tuyên bố 2 tiếng một lần. 2 tiếng chúng ta đọc về mục tiêu của mình một lần, 2 tiếng chúng ta đọc cái công thức tự tin của thầy Alan Nagel một lần, tức là 2 tiếng chúng ta cần đọc một lần, 2 tiếng chúng ta đọc một lần, 2 tiếng chúng ta đọc một lần, và chúng ta cài đặt cái sự tự tin ở trong chính con người của chúng ta. Và cứ 2 tiếng một lần chúng ta cần phải đọc về mục tiêu của mình một lần, 2 tiếng chúng ta đọc mục tiêu một lần mình một lần đấy, thì đó là cách mà chúng ta tạo ra những cái liên kết thần kinh. Và khi chúng ta tạo liên kết thần kinh nó đủ nhiều thì nó tạo ra một cái niềm tin, một cái niềm tin nào vững chắc, và một cái niềm tin vững chắc đó thì lúc đó chúng ta sẽ hành động một cách mạnh mẽ, một cách kiên định để chúng ta đạt đến mục tiêu. Và đây chính là cái công thức thành công không giới hạn mà tôi áp dụng xuyên suốt cho cái cuộc đời của mình để mình có được những cái thành công trong cuộc sống. Ok, rồi, nên là tôi muốn đó là những gì mà chúng ta lúc nãy giờ học được thông qua cái công thức này, chúng ta hãy viết xuống những bài học mà chúng ta học được thông qua cái công thức này. Hãy viết xuống nó các bạn, hãy viết xuống những bài học mà lúc nãy giờ chúng ta học được thông qua cái công thức này, đúng không ạ? Hay là cái cảm nhận của bạn khi mà chúng ta học được bài này như thế nào? Tôi muốn đó là chúng ta hãy viết xuống các bạn, hãy viết xuống. Rồi, hãy viết xuống về những bài học. Rồi, hãy viết xuống về những bài học mà chúng ta học được. Hello Tạ Quang Hiếu, hãy viết xuống về những bài học bởi công thức thành công không giới hạn này. Rồi, hãy viết xuống các bạn. Đọc bản mục tiêu 2 tiếng một lần. Yes. Nào, hãy đọc, hãy comment về những bài học mà chúng ta học được trước khi chúng ta vào cái phần kế tiếp. Trước khi chúng ta vào phần kế tiếp thì chúng ta cần phải viết về những bài học, nốt lại những bài học mà chúng ta học được thông qua cái phần này. Nguyễn Mạnh Trung, tạo ra những người lãnh đạo, biết kiến tạo ra những nhà lãnh đạo khác. Đọc công thức thành công 2 tiếng một lần để cài đặt vào tiềm thức của mình. Sứ mệnh rõ ràng. Đọc bản tuyên bố mục tiêu 2 tiếng một lần. Em học là được là phải tìm ra mục đích được sinh ra trong cuộc đời này. Ngô Chí Hải, Minh Khôi, đó là nhân bản mô hình thành công. Rồi, tuyệt vời ạ. Bám sát kiên định với mục tiêu, thất bại vẫn kiên trì, đồng thời rút kinh nghiệm, thay đổi chiến lược. Tư duy tích cực cộng niềm tin đủ lớn. 2 tiếng đọc mục tiêu của mình một lần, tôi thấy nó vô cùng hữu ích. Tôi cam kết ứng dụng nó tạo thành thói quen. Luôn có tư duy tích cực và niềm tin, kiên định với mục tiêu. Có mục tiêu, kế hoạch rõ ràng, tập trung 100% hành động, kiên định với mục tiêu của mình và cần biết sứ mệnh của mình là gì. Sứ mệnh của mình. Đó. Hãy comment đi các bạn. Hãy comment về những bài học mà chúng ta học được từ tối nay đến bây giờ. Đó là gì? Đặng Văn Sang, thành công không giới hạn. Sao Nghi xin chào. Hello Văn Nguyễn. Chỉ thay đổi mục tiêu khi đã đạt được mục tiêu cũ. Đúng rồi. Thay đổi bản thân, tạo ra kết quả đủ lớn để chạm được và tạo ra động lực giúp các bạn trẻ thay đổi. Có mục tiêu và kế hoạch rõ ràng. Ngọc Nguyễn. Rồi. Ok. Bây giờ tôi muốn chia sẻ với các bạn về một cái công thức. Khi mà chúng ta học được cái này xong, ok các bạn, thì trước đây là chúng ta hay nghĩ về cái gì các bạn? Là chúng ta nghĩ đó là cái thành công này có nhiều người họ suy nghĩ là gì? Chúng ta phải có được cái sự thành công rồi chúng ta mới hạnh phúc, đúng không ạ? Chúng ta có thành công rồi chúng ta mới hạnh phúc. Bao nhiêu bạn ở đây chúng ta đã từng có suy nghĩ là chúng ta phải có thành công rồi mới hạnh phúc? Có nhiều người nói rằng là để mà có một cái cuộc sống hạnh phúc thì tôi cần phải có thành công trước, đúng không? Nhưng với bản thân tôi đó thì tôi làm một cái điều ngược lại, đó là gì? Mình cần phải hạnh phúc rồi mới thành công. Đó là gì? Mỗi ngày tỉnh dậy, mỗi buổi sáng tôi luôn làm một thứ, đó là tôi biết ơn về tất cả mọi thứ đến trong cuộc đời này. Đó là mình hạnh phúc với những gì mà mình đang có. Và ngay kể cả cái khoảnh khắc lúc mà tôi chưa có được sự thành công trong cái cuộc đời này, lúc mà tôi đang thất bại, tôi không có một đồng bạc cách nào trong túi đó, thì lúc đó tôi vẫn rất là vui vẻ. Và mỗi ngày tôi vẫn sống hạnh phúc trọn vẹn với cái cuộc đời của mình. Và lúc đó vợ tôi mới nói là em không hiểu là tại sao anh có thể vẫn vui vẻ như vậy được. Tại sao ngày nào anh vẫn có thể cười tót tét như vậy được. Thì lúc này tôi mới nói với vợ của tôi đó, thực sự là mỗi ngày được sống trong cuộc đời này đối với anh đó là một ngày rất là tuyệt vời. Và anh cảm thấy rất là hạnh phúc, bởi vì anh vẫn còn có mặt trong cuộc đời này. Đó là điều anh cảm thấy rất hạnh phúc. Anh cũng cảm thấy hạnh phúc vì anh vẫn còn có những cái bộ quần áo để anh mặc. Là anh hạnh phúc hơn rất nhiều con người ở ngoài cái cuộc đời này, họ đã không có cơm ăn áo mặc. Bởi vì hàng ngày trên thế giới này có đến hơn 2.500 con người chết vì đói. Thì ít nhất đó là anh đã hạnh phúc hơn những con người đó rồi. Và anh đi ra ngoài đường thì anh sẽ thấy có nhiều người, người ta vô cho cư, người ta không có nhà để ở. Và bây giờ ít nhất đó là anh vẫn có một nơi để ngủ. Thì đó là điều hạnh phúc lắm rồi. Và anh cũng có em ở đây thì đó là một điều hạnh phúc lắm rồi. Nên là mình phải biết trân trọng những gì mình đang có hiện tại. Và mình phải cảm thấy hạnh phúc với cái cuộc sống hiện tại, để mình luôn cảm thấy bình an, mình cảm thấy hạnh phúc với điều đó. Và khi chúng ta luôn cảm thấy hạnh phúc với con người mình, thì lúc đó chúng ta sẽ có sự sáng tạo, chúng ta có những cái suy nghĩ tích cực, thì chúng ta đủ tự tin để chúng ta chinh phục những cái mục tiêu trong tương lai. Và tôi đã làm cái phương pháp đó là gì? Là mỗi buổi sáng mình dành ra 20 phút. Mình dành ra 20 phút để làm gì? Đó là 20 phút mà mình nói về quy định về biết ơn. Tôi làm cái phương pháp này nó như sau. Đó là phương pháp rất là đơn giản, đó là gì? Là buổi sáng đó, tôi dành ra 20 phút để tôi làm cái quy định biết ơn. Đó là tôi biết ơn về cơ thể khỏe mạnh của mình. Có là mình phải biết ơn về cơ thể của mình. Tôi biết ơn về những bộ quần áo mà tôi đang mặc, được không? Tôi biết ơn về những số tiền mình đang có. Tôi biết ơn về những mối quan hệ. Tôi biết ơn về anh chị em, bố mẹ. Biết ơn đó là về người vợ của mình. Biết ơn về những người đồng nghiệp của mình. Biết ơn về những người mà người ta đến đã đồng hành và làm việc cùng với mình. Và tôi luôn nói một lý do, tôi lấy ví dụ như thế này. Thực ra là tôi đã làm một cái video, đó là video ngày 29 trong bộ video 30 ngày về NLP. Thì ở video số ngày 29 thì tôi có làm một cái quy định về biết ơn vào mỗi buổi sáng sớm. Và mỗi lần mà mình làm cái quy trình biết ơn là xong đó, thì mình đều cảm thấy rất là hạnh phúc, mình cảm thấy nó rất là happy. Và sau đó mình có một cái tâm thái bình an, thì lúc đó mình làm việc mình sẽ có được những thành công trong cuộc sống. Ok không ạ? Thì ví dụ như thế này, tôi biết ơn về đôi mắt của tôi, bởi vì nhờ có đôi mắt sáng tỏ này giúp cho tôi nhìn rõ tường tận tất cả mọi thứ. Đó là tôi biết ơn về cơ thể của mình. Tôi biết ơn về cái số tiền mà tôi đang có, bởi vì nhờ có tiền mà tôi được ở trong căn nhà mà tôi mơ ước. Bởi vì nhờ có tiền mà đã giúp cho tôi có thể đi khắp mọi nơi trên thế giới. Bởi vì nhờ có tiền mà tôi đã thay đổi cái cuộc sống của mình, giúp cho mình có một cuộc sống nó tốt hơn. Và tôi rất là biết ơn về tiền, bởi vì nhờ có tiền đã giúp cho tôi đi du lịch. Bởi vì nhờ có tiền mà tôi đã có thể giúp được nhiều người họ có một cái cuộc sống tốt hơn. Và tôi rất biết ơn nhiều vì tiền, bởi vì nhờ có tiền mà có thể chạm đến cái giấc mơ, chạm đến cái ước mơ trong cái cuộc đời của mình. Đúng không ạ? Đó là một cái, khi mà chúng ta nói về biết ơn về bất kỳ một điều gì đó thì chúng ta cần phải nói về lý do chúng ta biết ơn cái điều đó, đó là cái gì. Thậm chí đó là tôi biết ơn về cả những cái đối thủ của mình, bởi vì nhờ có họ mà tôi đã trở nên mạnh mẽ hơn, tôi đã trở nên kiên cường hơn, và tôi đã trở nên thông minh hơn. Nên tôi rất biết ơn kể cả những người họ đã vùi dập tôi trong cái cuộc đời này. Bởi vì nhờ có họ mà tôi đã trở nên thông minh hơn, mình đã trở nên mạnh mẽ hơn, và tôi rất biết ơn về điều đó. Đó là cái mà tôi nói lời biết ơn với cả đối thủ của mình. Thì vô tình đó là trong tâm trí của mình không có sự ganh ghét, mình không có sự tức giận, thì mình sẽ có một cái tâm thái bình an. Thì mình sẽ tập trung vào cái mục tiêu của mình, chứ không phải là mình tập trung vào cái thằng kia nó chơi mình, nó ghét mình, tao phải trả thù cho mày. Thì mình sẽ không có cái điều đó. Thế vậy là chúng ta sẽ không tập trung vào những cái điều đó, mà chúng ta tập trung vào cái mục tiêu của mình. Và cứ người nào chơi mình thì chúng ta càng biết ơn họ, bởi vì họ đã giúp cho chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn. Và có phải sau những biến cố đã giúp cho chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn, chúng ta trở nên thành công hơn, đúng không ạ? Vậy thì đó là tôi làm cái quy trình về biết ơn. Và cái quy trình biết ơn đó nó rất quan trọng, nó sẽ giúp chúng ta luôn có một cảm giác đó là bình an, một cảm giác đó là hạnh phúc. Và khi chúng ta hạnh phúc thì nó sẽ giúp chúng ta đi đến thành công. Nên chúng ta cần phải hạnh phúc với cả những gì mà chúng ta đã có. Mỗi ngày chúng ta có đồ để ăn, có điện thoại để dùng, chúng ta có internet. Đó là một điều rất là tuyệt vời rồi. Bởi chúng ta phải hạnh phúc với những điều đó. Và mỗi một chặng đường trong cái cuộc đời mà chúng ta đi đến mục tiêu là chúng ta cần phải hạnh phúc với nó. Thì chúng ta con đường đi đến thành công nó trở nên viên mãn, nó trở nên hạnh phúc, nó trở nên trọn vẹn hơn. Nên cái công thức mà tôi muốn chia sẻ với chúng ta đó là gì? Thay vì chúng ta thành công rồi với hạnh phúc, thì chúng ta hãy hạnh phúc với tất cả những gì đã có, thì chúng ta sẽ đi đến thành công của chúng ta. Nên đó là hạnh phúc để thành công. Và tôi có một cái khóa học đó là làm rất rõ về hạnh phúc để thành công. Đó là chương trình về leadership. Và ngày 10, 11, 12 tháng 7 là chúng ta có về cái chương trình đó. Rất nhiều bạn ở đây trong cái livestream này chúng ta đã học về cái leadership, thì chắc là chúng ta hiểu rất rõ về cái câu đó là hạnh phúc để thành công. Và nếu những bạn nào mà chúng ta đã học rồi Thì tôi muốn đó là chúng ta comment, chúng ta chia sẻ về những giá trị mà bạn nhận được. Đó là từ khóa học Leadership, chúng ta hãy chia sẻ. Và những bạn nào mà chúng ta quan tâm về khóa học đó thì chúng ta có thể liên hệ với những bạn này để chúng ta tìm hiểu, để chúng ta giao lưu và chúng ta kết nối với họ và tìm hiểu về khóa học. Và chúng ta có thể đến với khóa học để chúng ta cảm nhận thực sự hạnh phúc để thành công là như thế nào. Ok. Rồi, cái phần này tôi muốn tất cả chúng ta hãy viết ra những bài học mà chúng ta học được vào cái công thức này trước khi mà tôi tiếp tục chia sẻ một công thức công thức thứ ba. Rồi, Nguyễn Mạnh Trung tập trung tầm nhìn, chinh phục mục tiêu, hạnh phúc để thành công. Hạnh phúc để thành công. Rồi. Rồi, hãy comment về những bài học đấy các bạn. Mình đã học được từ khóa học viện Team Lead, mình nhận được giá trị nhiều nhất về cảm xúc. Chị Nguyễn Anh Thư. Yeah. Hạnh phúc mỗi ngày vì còn được sống, biết ơn vì mình còn tự thở được, tự đi trên chính đôi chân của mình, còn được nghe chim hót, được nhìn thấy bình minh, còn tự ăn tự uống được. Yes. Biết yêu thương gia đình. Yes. Đó là những cái giá trị mà mọi người nhận được từ cái khóa học Leadership, tên trước đây đó là học viện Team Lead, bây giờ tên của chương trình này đó là Leadership Training. Biết yêu công việc, yêu khách hàng, yêu đồng nghiệp. Và khi chúng ta yêu công việc, yêu khách hàng, yêu đồng nghiệp thì thành công nó sẽ đến với chúng ta. Và cái quan trọng đó là mỗi ngày chúng ta được sống, chúng ta được làm việc, đó là những ngày mà chúng ta cảm thấy rất hạnh phúc. Biết ơn những gì mình có. Luôn cảm thấy hạnh phúc bằng cách biết ơn mọi thứ, cho dù là nhỏ nhất, để thành công trong cuộc sống. Quy định biết ơn chúng ta hãy làm 20 phút mỗi buổi sáng. Khi mà chúng ta tỉnh dậy, sau khi mà đánh răng rửa mặt xong thì chúng ta hãy làm cái quy trình biết ơn luôn. Giá trị nhận được của em ở khóa học này là thay đổi hoàn toàn con người em. Trong công việc em làm quyết liệt hơn, cống hiến nhiều hơn, biết yêu thương nhiều hơn, và đặc biệt là công việc kinh doanh của em đột phá hoàn toàn nhân 2 nhân 3 sau khi tham gia khóa học này. Nhìn chiếc lá rung rinh cũng thấy hạnh phúc và vui vẻ. Em được sinh ra thêm một lần nữa từ Leadership, học cách hạnh phúc trên từng bước chân. Biết ơn thầy Lê Chí Linh. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn nhé. Rồi, bây giờ tôi sẽ chia sẻ với chúng ta một cái công thức kế tiếp. Nha các bạn. Chúng ta đã được hai công thức rồi đúng không? Thì công thức thứ ba của chúng ta đấy đó là hoàn cảnh cộng với cách mà chúng ta phản ứng. Thì nó tạo ra kết quả. Hoàn cảnh cộng với cách phản ứng nó sẽ tạo ra kết quả. Và hoàn cảnh thì nó chỉ có 10%, 90% nó đến từ cách mà chúng ta phản ứng, và kết quả của chúng ta đó là 100%. Ok các bạn. Cái công thức này có nghĩa là gì? Cái hoàn cảnh của chúng ta đấy, ví dụ như hai người anh em chúng ta cùng sinh ra trong một gia đình, cùng một cái hoàn cảnh giống nhau, cùng một bố mẹ dạy, cùng một cái môi trường sống khác nhau. Ví dụ như hai người anh em sinh ra và bố mẹ đều nghiện rượu, thì cái cách phản ứng của một người anh đó là gì? Vì bố của tôi nghiện rượu nên là tôi cũng nghiện rượu. Và cái cách mà phản ứng như vậy đó của người anh đó, thì cuộc đời của người anh là suốt ngày ăn nhậu, uống rượu và phá hủy cái cuộc đời của họ. Nhưng người em thì lại có một cái phản ứng khác. Vì bố tôi nghiện rượu nên cuộc đời của tôi phải khác biệt, tôi phải trở nên thành công hơn, tôi phải trở nên hạnh phúc hơn. Và chính vì cái phản ứng của người em như thế Bạn đã tạo ra một kết quả khác và người em đã có một cuộc sống thành công và trở nên hạnh phúc, mà trở nên mạnh mẽ hơn. Thì cũng là một cái hoàn cảnh đó, nhưng cách mà chúng ta lựa chọn với phản ứng khác nhau nó tạo nên kết quả mỗi con người chúng ta khác nhau. Ok các bạn, tôi lấy ví dụ là chúng ta cùng học ở một trường cấp 3 như nhau, chúng ta học ở một cái lớp đại học cấp 3 giống nhau, chúng ta có một người thầy cô giống nhau, chúng ta có một đề thi giống nhau, chúng ta ôn luyện thi giống nhau, một cái đề thi chung giống nhau, và có người đậu thì có người rớt. Thì có một người đậu ấy thì nói là gì? Cái người rớt là tại cái đề năm nay nó thi khó này, đúng không? Tại cái ông thầy của tôi này dạy cho tôi không có đúng chủ đề này, không đúng tủ này, dẫn tới đó là tôi rớt. Và với một cái phản ứng như vậy thì kết quả đó là chúng ta đổ lỗi cho trường, đổ lỗi cho kỳ thi, đổ lỗi cho đề thi. Thì cách mà chúng ta phản ứng như vậy thì cũng là một cái hoàn cảnh đó mà, nhưng chúng ta phản ứng khác nhau, kết quả khác nhau. Nhưng có một người thì họ nói rằng là khi mà tôi đủ giỏi thì dù là đề thi nào, năm nào đi chăng nữa thì tôi vẫn thi đậu đại học. Và cách phản ứng đó thì tạo nên một kết quả đó là họ luôn thi đậu đại học, đúng không ạ? Thế là ví dụ là khi mà chúng ta đi kinh doanh, là trong công việc của chúng ta bị bán phá giá, thì lại có hai cái phản ứng khác nhau. Một phản ứng đó là bây giờ người ta bán phá giá nhiều quá, tôi cũng phá giá theo. Thì kết quả chúng ta nhận được đó là gì? SML theo họ, đúng không ạ? Và chúng ta trượt dài vào con đường đó. Nhưng có một cái phản ứng thứ hai đó là gì? À, tụi này bán phá giá đúng không? Mình phải nghĩ ra một cái chiến lược mới, mình nghĩ ra những cái content, mình phải nghĩ ra những cái giải pháp, những cái bài thuyết phục để khách hàng người ta mua mình. Và sau đó một trong những chiến lược chúng ta đưa đó là gì? Chúng ta tăng giá gấp đôi bằng việc là chúng ta tặng thêm quà cho họ, chúng ta tăng thêm dịch vụ cho họ, hay là chúng ta phải nghĩ ra bán một cái liệu trình, bán một cái combo, và chúng ta tăng giá trị nhiều hơn. Và chúng ta đã tạo ra một sản phẩm khác biệt trong cái sản phẩm của họ, đúng không? Vậy thì cũng là cái hoàn cảnh đó, nhưng cách mà chúng ta phản ứng khác nhau, chúng ta lựa chọn khác nhau, kết quả khác nhau, đúng không ạ? Đúng không? Rồi, khi mà chúng ta đang kinh doanh và chúng ta bị người khác, người ta lấy người của mình, có một cái phản ứng đó là gì? Mình rất là tức, cái tội này tự nhiên sao lấy người của mình, tao sẽ xử mày, tao sẽ giết mày. Đó, chúng ta bắt đầu điên khùng lên, chúng ta làm loạn lên hết. Và cảm xúc của chúng ta sẽ như thế nào? Bị tổn thương. Mọi người nhìn mình sẽ cảm thấy chẳng đâu vào đâu cả, đúng không? Và cục diện chúng ta có thay đổi được gì không? Bởi vì người ta đã bỏ mình đi rồi thì đâu có lấy lại được nữa đâu. Nếu có lấy, có kiện, có thắng đi chăng nữa đấy thì chúng ta thắng cũng có giải quyết được gì đâu. Nhưng có một cái lựa chọn thứ hai của chúng ta đó là gì? Ok, rất là cảm ơn bạn, bởi vì bạn đã thức tỉnh cho tôi. Thứ hai đó là nhờ bạn đã giúp cho tôi bỏ được một con người không trung thành. Và kế tiếp nữa đó là đây là một bài học để tôi biết trân trọng đội ngũ của mình hơn. Và đây cũng là bài học để giúp tôi cần phải tăng cao cái năng lực lãnh đạo của mình. Và thông qua cái sự việc này đã giúp cho tôi trưởng thành hơn, tôi thông minh hơn, và tôi biết hơn về điều đó. Vậy thì phản ứng khác nhau. Và lúc này với cái cách phản ứng như vậy thì bạn sẽ làm gì? Bạn đi học về kỹ năng lãnh đạo, bạn học về cách giao tiếp, bạn học về cách đối nhân xử thế, bạn học về tất cả những yếu tố về lãnh đạo. Và sau đó bạn về làm lại với đội ngũ của mình, vực dậy cái đội ngũ của mình, tuyển những con người khác vào chất lượng hơn, tốt hơn, huấn luyện tốt hơn và tạo ra nhiều giá trị cho tổ chức của mình hơn. Tức là không ai có thể lấy người được của bạn hết. Vậy thì khi này cách phản ứng khác nhau, nó tạo ra kết quả khác nhau. Nhưng nếu lúc đó bạn tức giận lên, bạn có thể đánh người, bạn chỉ lộn xèo lên hết, cảm xúc của chúng ta nó bị tổn hại. Thậm chí đánh nhau mà chúng ta phải đi tù chẳng hạn, thì kết quả đó là chúng ta vào nhà đá. Nhưng chúng ta phản ứng khác nhau, phản ứng ngược lại, thì chúng ta có thành công. Đúng không ạ? Hay là khi mà bồ của chúng ta chia tay chúng ta chẳng hạn, thì cũng là bồ chia tay đấy, nhưng chúng ta sẽ có hai phản ứng. Phản ứng đầu tiên đó là gì? Trời ơi, tại sao em lại bỏ? Đúng rồi, chúng ta khóc với điều đó, chúng ta kêu gào với điều đó, chúng ta trách trời, trách đất, trách Phật về cái điều đó, đúng không ạ? Thì đó là một cái phản ứng. Và lúc đó chúng ta sẽ cảm thấy tổn thương với những điều đó. Nhưng có một cái phản ứng thứ hai, đó là gì? Ok, cảm ơn em đã chia tay anh, và nhờ có em chia tay thì anh mới có cơ hội quen người khác tốt hơn, ngon hơn. Đó là cảm ơn em. Và tất nhiên với cái phản ứng đó thì chúng ta cảm thấy sao ạ? Cảm thấy thoải mái hơn, cảm thấy hạnh phúc hơn, đúng không? Và thường thì tôi thấy là các cô gái không cho bạn chia tay đâu. Thì đó là cũng là một cái trường hợp đó, cũng là một hoàn cảnh đó, nhưng cách chúng ta phản ứng nó khác nhau, nó tạo nên kết quả khác nhau. Ok các bạn? Rồi, ví dụ như bây giờ là cũng là kinh doanh, cũng là công ty đó, cũng là sản phẩm đó. Có những người thì nói là Facebook bây giờ người ta bị gọi là chết tài khoản nhiều quá này, bão bùng nhiều quá. Thì có một phản ứng thứ nhất đó là gì? Kêu này, than này, trách này. Nhưng có một cái phản ứng thứ hai đó là gì? Ok, thời kỳ bão bùng thì đây là cái mà mình cần phải biết. Điều đó thường xuyên xảy ra thì mình phải chuẩn bị nhiều tài khoản quảng cáo lên. Thứ hai, mình cần phải làm ra nhiều nội dung hay lên. Và thứ ba, đó là mình cần phải biết trân trọng những cái khách hàng cũ, mình cần phải chăm sóc khách hàng cũ, đúng không? Mình phải theo sát, mình phải chăm sóc khách hàng cũ, và mình phải xây dựng ra một hệ thống về bán hàng thật tốt. Và cách phản ứng khác nhau thì kết quả chúng ta khác nhau, đúng không ạ? Và với những cái phản ứng lựa chọn của thứ hai thì cái việc mà bão bùng của Facebook, điều đó không quan trọng. Chúng ta vẫn có doanh số, chúng ta vẫn có lợi nhuận, và công ty chúng ta vẫn tiếp tục phát triển. Vậy thì là cũng một cái hoàn cảnh giống nhau, nhưng chúng ta phản ứng khác nhau, chúng ta tạo nên kết quả nó khác nhau. Ok các bạn? Nên là hoàn cảnh trong cái cuộc đời của chúng ta đó, nó chỉ có 10% thôi, nhưng cách mà chúng ta phản ứng với nó chiếm đến 90% quyết định đến cái sự thành công của chúng ta hay không. Tôi lấy ví dụ một cái nữa, đó là với cái cuộc sống của mình. Khi mà tôi gặp tôi sinh ra trong một gia đình đó là nông dân, một gia đình nghèo. Và cái phản ứng của tôi đó là gì? Vì gia đình của tôi nghèo nên là tôi phải trở nên thành công. Mà nếu mà tôi xuất thân trong một gia đình nghèo mà tôi trở nên thành công thì đó sẽ là một cái câu chuyện để tạo nên nhiều cái cảm hứng cho mọi người. Và tôi đã làm điều đó. Và vì với cái cách phản ứng, với cái hoàn cảnh sống của mình như vậy, thì nó đã giúp cho tôi có được thành công. Và tôi có những người em của mình ngày xưa học rất là giỏi, nhưng khi mà chúng tôi nói chuyện với nhau thì người em của tôi nói thế này: vì gia đình của em nghèo nên em không thể đi học đại học được, em cũng không thể thành công được, nên em phải lựa chọn con đường duy nhất, đó là đi làm công ăn lương. Bởi vì là cũng một hoàn cảnh giống nhau, nhưng vì cách phản ứng của chúng tôi khác nhau nên chúng tôi tạo nên cái kết quả khác nhau, đúng không ạ? Nên là trong cuộc sống này đó, cái sự thành công hay không 90% phụ thuộc vào cái quyết định chúng ta lựa chọn, chúng ta sống như thế nào, đúng không ạ? Rồi, tôi lấy một ví dụ là gì? Khi mà tôi kinh doanh cùng với Nu Skin thì cái doanh số hàng tháng đó là cần 4.000 điểm, là tương đương với khoảng 130 triệu, 140 triệu đó. Thì có những người họ nói rằng là doanh số cao quá, làm như thế này căng lắm, khó làm lắm. Nhưng tôi lại có một cái suy nghĩ là gì? Khó như thế này thì chúng ta mới lọc ra những người giỏi để chúng ta làm việc với nhau. Mà đã là kinh doanh thì phải một tháng mà 140 triệu mà không làm được thì kinh doanh làm gì, đúng không ạ? Vậy thì ở đây đó là chúng ta cần phải gia tăng tuyển dụng những con người chất lượng vào cái tổ chức của mình. Vậy thì cũng là một cái hoàn cảnh đó thôi. Nhưng cách mà chúng ta lựa chọn phản ứng khác nhau, nó tạo nên một cái kết quả nó khác nhau. Chúng ta xem đó là cơ hội, hay là chúng ta xem đó là những cái khó khăn. Nó phụ thuộc vào cái quyết định của mỗi bản thân chúng ta. Nó sẽ tạo nên cuộc sống của chúng ta nó khác nhau. Ok các bạn. Thì đó là cái công thức cuối cùng mà tôi muốn chia sẻ với chúng ta. Đó là hoàn cảnh cộng với cách phản ứng, nó sẽ tạo nên kết quả. Kết quả nó là 100%, và hoàn cảnh nó chỉ chiếm 10% quyết định đến sự thành công. Còn 90% quyết định đến sự thành công hay không của chúng ta thì nó phụ thuộc vào cách mà chúng ta lựa chọn, cách mà chúng ta phản ứng với nó. Người ta bán phá giá, chúng ta cũng có hai lựa chọn. Một lựa chọn là chúng ta bán giá cao lên và chúng ta nâng cao cái chất lượng dịch vụ, nâng cao, chúng ta bonus thêm nhiều cái giá trị cho khách hàng hơn, chúng ta tặng nhiều phần quà hơn. Hoặc là chúng ta có một cái lựa chọn thứ hai, đó là chúng ta bán phá giá theo cùng với họ, và tất nhiên chúng ta đi theo cùng với họ thì chúng ta chấp nhận năng lực của chúng ta đi xuống. Nhưng có một cái lựa chọn thứ hai, đó là chúng ta cần tăng lên để chúng ta tăng năng lực của mình, chúng ta tăng cái tiêu chuẩn của mình lên thì cuộc sống chúng ta nó khác đi, đúng không ạ? Thì tất cả những điều này nó phụ thuộc vào cái cách mà chúng ta lựa chọn, chúng ta phản ứng với cái cuộc sống này, nó tạo nên cuộc sống của chúng ta hoàn toàn khác. Ok không ạ? Rồi ạ. Thì đó là một cái phần mà tôi chia sẻ trong buổi tối hôm nay. Và tôi muốn chúng ta hãy viết xuống những bài học mà tối hôm nay chúng ta cảm thấy tâm đắc, bài học mà tối hôm nay chúng ta nhận được nhiều nhất. Thì chúng ta hãy viết xuống, những bài học trong buổi tối hôm nay chúng ta nhận được thông qua cái livestream này. Với những bạn nào mà chúng ta vào sau hay là vào giữa chừng của đoạn livestream này thì chúng ta hãy quay lại, chúng ta coi video. Và nếu chúng ta chưa coi của ngày thứ nhất, chúng ta chưa coi của ngày thứ hai thì chúng ta vào coi cái livestream của ngày thứ nhất và ngày thứ hai, rồi sau đó chúng ta coi lại của cái loại livestream này. Bởi vì đó là một cái chuỗi với nhau trong xuyên suốt, đó là 5 cái buổi học của chúng ta. Rồi chúng ta hãy comment về những bài học của chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay các bạn. Hãy comment về những bài học mà chúng ta nhận được trong buổi tối hôm nay. Hãy comment về những bài học chúng ta nhận được trong buổi tối hôm nay. Hãy comment về những bài học chúng ta nhận được trong buổi tối hôm nay. Rồi. Hãy comment về những bài học mà chúng ta học được trong buổi tối hôm nay các bạn. Hãy cùng comment về những bài học mà chúng ta nhận được trong buổi tối hôm nay. Hãy là những người sởi lời hào phóng. Khi mà chúng ta 80 con người mà chúng ta học được bài học trong buổi tối hôm nay, chúng ta hãy comment về những bài học trong buổi tối hôm nay chúng ta nhận được. Hoàn cảnh cộng với phản ứng bằng kết quả. Hoàn cảnh thì chiếm 10%, còn phản ứng chiếm tới 90%. Cách phản ứng Lê Quốc Trung. 90% thành bại quyết định bởi thái độ. Rồi, cách phản ứng. Nào, chúng ta hãy comment về những bài học mà chúng ta học được trong buổi tối hôm nay. Mục tiêu phải rõ ràng, phải lớn. Tự kỷ ám thị với mục tiêu. Cùng một hoàn cảnh, cách mà chúng ta phản ứng với phản ứng ảnh hưởng đến 90% quyết định sự thành công của chúng ta. Yes. Hãy comment về những bài học mà chúng ta học được trong buổi tối hôm nay các bạn. Biết ơn tất cả những gì đã và đang có, bám sát và kiên định với mục tiêu đến cùng, rút kinh nghiệm và thay đổi chiến lược khi chưa thành công. gia tăng tuyển dụng những người có chất lượng vào tổ chức. Mỗi ngày sống đều có nhiều lựa chọn, nó có thể mang ta đến thành công hoặc SML. Mọi sự việc xảy ra đều là cơ hội, phản ứng quyết định số phận. Yes. Bạn Nguyễn Phi, mục tiêu, kế hoạch, hành động, bài học hoặc thành công. Nếu có bài học, thay đổi kế hoạch, hành động cho đến khi thành công. Biết ơn, 20 phút buổi sáng, hạnh phúc để thành công. Yes. Có sứ mệnh, có mục tiêu, có kế hoạch, hành động, rút kinh nghiệm, lặp lại công thức. Sức mạnh của lòng biết ơn sẽ giúp chúng ta có cảm xúc tích cực. Dành 20 phút mỗi buổi sáng để nói về lòng biết ơn. Hoàn cảnh cộng với cách phản ứng bằng kết quả. 90% là cách phản ứng, 10% hoàn cảnh, 90% quyết định sự thành công. Muốn thành công phải có khát vọng đủ lớn và một niềm tin vững chắc. Bạn Lê Quốc Trung, dành ra 20 phút buổi sáng để đọc lời biết ơn. Đặt mục tiêu, lên kế hoạch và hành động. Gặp thất bại, rút kinh nghiệm, thay đổi kế hoạch. Bảo về lòng biết ơn, quy định biết ơn vào buổi sáng. Hoàn cảnh 10% cộng với phản ứng với hoàn cảnh, 90% bằng kết quả. Một review rất là có tâm của chị Hạnh Phan, hạnh phúc để thành công. Đó. Chúng ta hãy comment về những bài học mà chúng ta học được trong buổi tối ngày hôm nay các bạn. Và hãy dành cho nhau một cái lời chúc ngủ ngon. Và trước khi đi ngủ, chúng ta hãy nói với tiềm thức của chúng ta: tôi muốn sáng ngày mai tôi dậy vào lúc 4 giờ 30 phút sáng với cơ thể tràn đầy năng lượng và sức sống. Tôi muốn sáng ngày mai tôi dậy vào lúc 4 giờ 30 phút sáng với cơ thể tràn đầy năng lượng và sức sống. Tôi muốn sáng ngày mai tôi dậy vào lúc 4 giờ 30 phút sáng với cơ thể tràn đầy năng lượng và sức sống. Yes! Yes! Đấy. Đó là chúng ta lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Tôi muốn sáng ngày mai tôi dậy vào lúc 4 giờ 30 phút sáng với cơ thể tràn đầy năng lượng và sức sống. Tôi muốn sáng ngày mai tôi dậy vào lúc 4 giờ 30 phút sáng với cơ thể tràn đầy năng lượng và sức sống. Ok, xin chào và chúc tất cả anh em chúng ta một đêm ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em nha. Hẹn gặp lại chúng ta vào 22 giờ tối ngày mai. Nhớ nha, 22 giờ tối ngày mai chúng ta hãy đặt lịch và nhắc với bạn bè, kể những câu chuyện mà trong 3 ngày chúng ta học được để nói cho bạn bè của chúng ta vào xem lại livestream. Và chúng ta hãy đưa họ đến để xem livestream vào tối ngày mai. Rồi, xin chào và chúc tất cả anh em chúng ta ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Xin cảm ơn tất cả anh chị em chúng ta đã xem đoạn video clip này. Và để chúng ta là người đầu tiên nhận những cái video kế tiếp thì chúng ta hãy bấm vào subscribe của kênh của Linh. Chúng ta hãy bấm vào subscribe ở dưới đoạn video clip. Và chúng ta hãy nhớ bấm vào nút chuông. Nhớ nhá, bấm vào nút chuông, bấm vào nút chuông. Bởi vì khi chúng ta là bấm vào nút chuông thì mỗi lần mà Linh upload video lên thì chúng ta là người đầu tiên chúng ta nhận được cái video này. Và chúng ta hãy ủng hộ kênh bằng cách bấm vào subscribe và bấm vào nút chuông. Một lần nữa tôi muốn nhắc lại đó là chúng ta bấm vào nút chuông, bấm vào nút chuông, bấm vào nút chuông. Bấm vào nút chuông để chúng ta là người đầu tiên nhận được video, những cái kiến thức chia sẻ về phát triển về bản thân, kiến thức về kinh doanh, làm thế nào để chúng ta thành công và làm thế nào để chúng ta hạn chế những cái thất bại trong cuộc sống này. Và xin chào, hẹn gặp lại tất cả chúng ta. Hãy share video này để cho những người bạn của mình, để cho nhiều người bạn để chúng ta nhận được những video này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả chúng ta ở những đoạn video kế tiếp.